Xin chào các bạn. Thì hiện tại là thứ sáu, Nguyên đã làm xong công việc 9 giờ tối rồi. Mo này nó sẽ mở tới 11 giờ đêm để cho những ai đi làm ra trễ thì họ có cơ hội họ vô họ mua quà, giống như Nguyên vậy đó, mua đồ để tặng quà cho người thân. Thì hiện tại là bao nhiêu độ Nguyên? What? Nguyên sẽ cập nhật cái độ dưới đây sau khi Nguyên về Nguyên edit. Hiện tại rất là lạnh các bạn, lạnh rất là lạnh, gần thấu xương luôn. Bây giờ qua lộ. Gặp lại các bạn sau. Và quên nữa, hiện tại là 26 tháng 12 là sinh nhật của Khánh đó các bạn. Cho nên Nguyên phải đi mua quà cho nó, cho nên không thể nào cho nó biết được, cũng giống như là không thể nào rủ nó ha. Thì theo chân Nguyên sẽ cho các bạn coi tình hình mua sắm ra sao, nhưng mà Nguyên không thể nào cho các bạn coi món quà của Nguyên mua cho nó để giữ sự ngạc nhiên, vì chắc nó sẽ khoe trong những cái vlog tới thôi đó các bạn. Nó cũng đông đúc giống như là Black Friday vậy đó các bạn, mà nó không có sale nhiều thôi, sale vừa thôi, không như Black Friday. Nhưng mà người ta bắt buộc người ta phải đi, không phải là vì giá rẻ, mà là người ta đi để người ta tặng cho bạn bè, gia đình và người thân những món quà thật ý nghĩa thôi cho mùa Giáng sinh. Như nó là một cái phong tục, rồi nó làm như vậy để cho người ta vui. Vô Adidas không? Coi có gì, không biết có gì hợp cho ông Khánh không nữa ha. Đi vô với mình thôi. Và bây giờ Nguyên cũng đã mua được một số rồi không, cho ba mẹ, chị Nguyên. Giờ mua một món đi cho ba Nguyên. Những món đồ Nguyên mua là giá rẻ rồi các bạn, giá sale, miễn sao có cái tấm lòng là được rồi phải không, mình đâu cần phải mua đồ mắc tiền. Đây là những cái món quà thì Tiên sẽ giúp Nguyên gói quà, tại Nguyên không biết gói. Nguyên gói nọ. Ok, bây giờ đi coi đồ tiếp. Ok các bạn, thì hôm nay là chủ nhật ngày 24 tháng 12. Đây là cái outfit của Nguyên để đi mua sắm nè ha. Nguyên có cái áo này là Nguyên mua ở trong Disneyland á. Nè, chụp Mickey nè, dễ thương không? Cái chuẩn bị coi đằng sau nè. Coi đằng sau rất là đã gì đâu luôn. Ok các bạn, thì đây á là đằng sau của cái áo lạnh của Nguyên nè. Đó. Thấy không? Thấy đâu? Các bạn thấy không? Còn ở trong á là một cái áo thun thôi à. Một áo thun đơn giản có hình cái cô này. Cái cô này là model trên Instagram. Hồi xưa Nguyên follow rất là lâu rồi. Chồng của cô ta chụp cho cô ta và làm áo cho cô ta thì rất là dễ thương. Hai vợ chồng này có đứa con rất là dễ thương. Nếu mà các bạn thích thì Nguyên sẽ kiếm lại Instagram lâu lắm rồi. Nguyên để đây các bạn follow cô ta ha. Ok. Nguyên mua để Nguyên ủng hộ thôi. Còn cái quần này thì thằng Khánh là quà Giáng sinh của nó tặng cho Nguyên nè. Quà Giáng sinh của Khánh tặng cho Nguyên. Nó có một cái zipper ở đây. Nguyên đi giày hôm nay là giày boot của hiệu Clark CLARK, mang rất là êm các bạn. Bữa kia đáng lẽ giá của nó là 120 đô, mà thằng Khánh nó đi săn ở đâu á còn có nửa giá, còn có 70 mấy đô thôi, 60 mấy 70 đô thôi. Ok các bạn cũng đã thấy cái tiệm đó rồi, 99 sen thôi. Tiệm này chỉ bán tất cả mọi thứ đều 1 đồng. Nguyên không nói nhiều nữa, Nguyên sẽ dẫn các bạn vô coi lý do tại sao Nguyên đi cái tiệm này. Tại vì đơn giản Nguyên một người cùng bình dân, tiết kiệm, đáng mua cái nào thì mua. Tại hiện tại là mua quà cho gia đình hết tiền rồi, cho nên vô đây để mua giấy gói quà, hộp đựng quà và mấy cái nơ, mấy cái bông á về. Nguyên và Mai Lì sẽ gói quà cho gia đình, cho các bạn vô coi nè. Thì đây các bạn, tất cả mọi thứ đều 1 đô, không có sót một cái nào hết. Từng cái cây này nè là 1 đô, thường cái này gói được 1 hộp. Nguyên sẽ mua cái này 1 đô. Lý do tại sao Nguyên mua nó 1 đô, tại vì Nguyên mua cái thỏi son á cho Mai Lì, thì Nguyên sẽ bỏ nó vô đây. Khi mà Mai Lì mở cái hộp quà ra đó thì cứ tưởng là tặng cái cây đằng kia bánh răng. Ok, cái này sẽ đựng quà cho Miley. Ok các bạn, thì đây là cái địa điểm thứ hai nè, đó là Tree Nguyên nói nè. Hy vọng là nó còn hợp. Tại chỗ này thấy nó bán đồ Giáng sinh nhiều quá. Đúng rồi, có rồi. Ok nè các bạn, tất cả mọi thứ ở đây đều 1 đô.
hai hộp bự một đô, chắc lấy cái này luôn. Không biết nên lấy hộp, thấy có màu cho nó vui ha, màu sắc đồ. Màu này đẹp, chắc lấy thêm một cái nữa đi, màu lấy màu đỏ đi. Đây, quá đẹp. Thấy không các bạn, vừa rẻ mà vừa đẹp nữa chứ không phải xấu đâu. Trên đây nữa nè. Ở đây các bạn coi, $1 cả đống cái nồi. Và chúng ta không thể nào quên, không biết nên mua màu này không, hoặc màu trắng đi cho dễ, trắng đục, nồi trắng trong, băng keo, $1. Cái này cũng rất là cần thiết, 100 cái $1 từ Nguyên gửi đến các bạn. Và đây là Nguyên mua hai cái cuộn băng keo, hai cái cuộn giấy gói quà và một miếng dán tem từ ai gửi đến ai, rồi cái hộp cuộn quà. Các bạn coi này, vì giá quá rẻ và những người này mua đồ phút cuối đó, lại tính tiền quá là dài luôn. Các bạn coi cái cốp của Nguyên nè, đây là món quà mà chị Nguyên tặng cho Mai Lị. Đây nè, mua hết tất cả các quà, đầy cốp luôn. Xe mình nhỏ nữa. Xong, gặp lại các bạn vào phần gói quà. Ok các bạn, thì đây, Nguyên đã trở về nhà rồi sau một ngày mua sắm vất vả. Đây, những cái này Nguyên mua chỉ có $1 không, phải không? Đó, $1 hết. Và đây sẽ là nhân tố bí ẩn gói quà cho Nguyên. Nó thực ra đâu phải nhân tố bí ẩn mà là con sen. Tự gói gì. Rồi ngồi xuống đi em. Em hãy ngồi xuống và gói cho anh. Đây là cái đôi dép giống này này, tại ba Nguyên thích đôi này. Nhưng mà đôi này Mai Lì tặng Nguyên sinh nhật, phải không? Đúng rồi. Thì đây, cho các bạn lộ hàng một xíu thôi, nhưng mà hãy ở lại vào cái vlog ngày mai, ngày 25 tây, thì cái vlog đó sẽ về mở quà. Tất cả các nhân vật đều mở quà hết vào ngày đó. Đây, đây là đôi dép Nguyên tặng ba Nguyên nè. Có 20 đồng à. No, 25. Rồi, đóng hộp, chuẩn bị. Tiên sẽ gói cái món quà của ba Nguyên trước, là cái hộp dép Nike. Sau đó đây là tất cả những gì mà Nguyên mua nè. Mới nãy nè, một bịch này 22 cái nơ. Cái này nó gọi là nơ phải không Nguyên? Cái này dây gói quà. Cái này, hộp này Nguyên sẽ cho bỏ quà của cháu Nguyên vô. Còn đây Nguyên mua ở Abercrombie. Cái này Thủy Tiên chọn cho chị Nguyên. Cái này chị hai của Nguyên mặc thì chắc mặc mùa hè. Chắc mặc mùa hè thôi. Tại vì đi mùa đông á, đi mua đồ mùa hè nó rẻ các bạn. Kinh tế eo hẹp thì nhưng mà tặng quà chủ yếu là lòng thành các bạn. Còn tiền bạc mắc tiền thì tính sao đi. À, bạn Nguyên giữ cái đầu giấy bên kia cho bạn Tiên đi. Khoan, để ta làm một vài shot cho slow motion một cái. Một lần được bên anh.
các bạn, đây là quà của mẹ Nguyên và Thị Tiên Hùng lại mua. Thì đây là món quà duy nhất mà Nguyên gói. Cô nghĩ gì? 8 điểm. 8 điểm. Cô cho lại một điểm đi. 1 đến 10. 8 điểm. Là đây là món quà cuối cùng của ông Khánh, Thị Tiên sẽ gói. Cuối cùng, rồi sau đó Nguyên đi nhà thờ. Nguyên sẽ quay Khánh mở quà và các bạn sẽ biết nó là món gì. Và đây Nguyên sẽ đưa cho mẹ Nguyên một cục xà bông. Đây, quà Giáng sinh của má đây, của con và Thị Tiên. Một cục xà bông. Oh, thank you. Về quay quay tắt. Ồ, quên má chúc các bạn coi channel. Cô outfit đi nhà thờ rồi đó. Cô chuẩn bị đi nhà thờ, thành ra cô nói ngắn gọn Merry Christmas các cháu. Ok, rồi cùng hồi em ở. Mai các bạn. Một cục xà bông. Một xà bông. Thập niên quà, thập niên 90. Quà new. Dạ các bạn, bây giờ cả gia đình Nguyên đã tới nhà thờ của bên chị Nguyên. Nguyên đi một nhà thờ khác, tại vì gần nhà hơn, còn nhà thờ này là bên anh rể của Nguyên. Tiền rồi phải không? Đâu? Tiền rồi. Khánh, cả Nam. Christy. Đây là tụi nhỏ, nó trang trí để hát Giáng sinh nè. Hello. Đây là chị của Nguyên nè đó. Cháu Nguyên nè. Hai các cháu, hôm nay là ngày Giáng sinh. Chú cũng có lời chúc các cháu hưởng một mùa Giáng sinh cùng với gia đình được nhiều bình an và hạnh phúc. Bye các cháu. Chào các bạn, tiên chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thiệt là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình, và có thiệt nhiều quà nữa. Bye bye. Các bạn, thì Khánh sẽ nói một vài lời cho các bạn. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel hàng ngày, hàng đêm. Nên mong gặp các bạn kỳ sau và năm sau được ra thêm nhiều content cho các bạn coi nữa. Ok, các bạn nhớ chúc sinh nhật Khánh nha. Hiện tại là sinh nhật của Khánh nên anh em đi chơi. Ok, hẹn gặp các bạn vào cái vlog kế tiếp.
lần đầu.